các bạn, đây chính là chiếc Samsung Galaxy J7 Pro, cái phiên bản nâng cấp rồi đáng giá so với cái chiếc J7 Ride. Thì với cái chiếc máy lần này mình đánh giá là nó có một độ hoàn thiện cao cấp hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế là kim loại nguyên khối luôn, và bốn góc của máy thì cũng được bo cong nên là cái cảm giác cầm nắm của mình rất là dễ chịu, và cũng như là lần này nó làm rất là sang trọng và như là cao cấp cứng cáp. Thì ở mặt trước này chúng ta sẽ có cái màn hình có kích thước là 5.5 inch với độ phân giải là Full HD, và nó sử dụng cái tấm nền đó là Super AMOLED, không còn sử dụng cái tấm nền TFT LCD như là hồi của chiếc J7 Ride. Tấm nền này thì mình thấy là nó có một cái màu sắc độ sáng cao, rực rỡ và nhìn rất là đẹp. Đây các bạn thấy không? Nhìn màu đỏ nó thể hiện nhìn rất là thích mắt. Và đồng thời thì ở mặt trước của cái chiếc J7 Pro này nó cũng được trang bị cái tấm kính cong 2.5D nên là cho mình một cái cảm giác vuốt chạm đều rất là thoải mái. Ở phía trên này chúng ta sẽ có camera trước có độ phân giải là 13MP và có khẩu độ là f1.9. Cái bên này thì chúng ta sẽ có cái đèn flash để giúp các bạn có thể chụp trong cái điều kiện thiếu sáng nó sẽ tốt hơn, và loa hội cảm biến logo của Samsung. Bây giờ thử test một tấm hình nè. Đây chính là camera trước của chiếc J7 Pro, các bạn thấy không, mình rất là đẹp trai. Các bạn có thể chỉnh được như là làm đẹp khuôn mặt các kiểu ở đây. Và đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có những cái bộ lọc màu rất là hấp dẫn ở đây, các bạn không cần phải dùng đến những cái app bên thứ ba cũng được, không sao cả. Bây giờ mình thử tấm rồi, chẳng quá. Rồi ngoài ra thì bên này chúng ta sẽ còn có thể là quay selfie nữa nè, có nghĩa là các bạn có thể chụp nhiều bạn chung với nhau, chụp kiểu như góc rộng, nhưng mà nó mình thấy là nó chụp không có được tốt cái lắm, từ các bạn phải xoay như thế này rất là khó để chụp, nên là hy vọng là sẽ bổ sung thêm cái camera ghép ở đây thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có phím home cứng, và cái phím home này nó tích hợp luôn cả cái cảm biến vân tay một chạm. Bây giờ thì mình chỉ cần chạm nhẹ vào đây đó thì máy sẽ động mở lên luôn cực kỳ nhanh. Ở đây chúng ta sẽ có phím back và cũng như là cái phím đa nhiệm để được đặt nằm bên ngoài của màn hình. Ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có camera chính có độ phân giải là 13MP luôn, nhưng mà nó sẽ có một cái khẩu độ rất là ấn tượng, đó là 1.7. cái khẩu độ này thì nó thừa hưởng từ cái chiếc Samsung Galaxy S8 nên là chắc chắn sẽ chụp ban đêm tốt hơn. Ở phía dưới này nữa thôi, chúng ta sẽ có đèn flash logo của Samsung, và hai cái đường anten lần này trên cái chiếc J7 Pro thì mình thấy rất ấn tượng, tại vì lúc mà mình xem trên hình đó mình thấy nó không đẹp, nhưng mà khi mà mình cầm mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy nó mang một cái gì đó, nó tạo nên một cái dấu ấn rất là riêng của chiếc J7 Pro này, rất đẹp và cũng như là phong cách. Bây giờ thì thử test thử camera sau. Đây là về giao diện camera sau của chiếc J7 Pro. Bên này chúng ta kéo qua thì vẫn có những cái chế độ chụp ảnh như là chụp ảnh RAW, panorama hay là HDR chụp đêm các kiểu như thế này, thì mình sẽ có một cái bài test kỹ hơn về camera. Về cơ bản thì khi mà mình chụp lần đầu thì mình thấy là nó chụp rất là nhanh, lấy nét rất là nhanh. Rồi, ở trên đỉnh của máy thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có bất kỳ một cái gì cả đó các bạn có thấy. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có vị trí của giắc cắm tai nghe 3.5, và điều hơi buồn đó là trên cái chiếc J7 Pro này nó không được trang bị gọng USB Type-C mà chỉ dừng lại ở là micro USB mà thôi. Ở bên cạnh phải này là vị trí của phím nguồn và vị trí của loa ngoại đây. Thì trên cái chiếc J7 Pro thì nó đặt cái loa ngoại đây rồi nên là được phản hồi rất là tích cực của người dùng. Các bạn không có bị cứng hoặc là bị che mất cái loa nếu như mà những cái chiếc máy khác nó đặt ở bên dưới này. Rồi ở bên cạnh trái này thì chúng ta sẽ có vị trí của cái phím tăng và giảm lượng, cái khay để lấy SIM cũng như là hệ nhớ nằm đây luôn. Đối với sức mạnh của chiếc J7 Pro này thì nó được trang bị con chip cây nhà lá vườn của Samsung, đó là Exynos 7870, 8 nhân và tốc độ là 1.6GHz, có 3GB RAM và bộ nhớ trong là 32GB. Hiện tại thì cái chiếc J7 Pro này nó được chạy trên cái nền tảng là Android 7.0. Bây giờ mình sẽ cho bạn coi. Đây, 7.0 và nó được tùy biến lại theo cái giao diện là Samsung Experience 8.1. thì cái giao diện này những bạn nào mà chúng ta đã dùng chiếc S8 hay hoặc là chiếc S8 Plus thì chắc chắn là sẽ biết. Và các icon được làm lại này, hay là các bạn không còn thấy cái app Rare nữa mà các bạn chỉ cần vuốt lên như thế này thì nó sẽ xuất hiện những cái app của chúng ta ở đây, rất là mượt mà và cũng như là nhanh chóng. Đối với những tính năng vui vẻ khác thì cái chiếc Samsung Galaxy J7 Pro này nó được thừa hưởng rất là nhiều cái tính năng cao cấp từ S8, như là sẽ được trang bị on-well on display, nó sẽ hiển thị những thông tin như là ngày tháng hay là những thông báo khi mà các bạn tắt màn hình thì cũng rất là hay. Hay là nó sẽ có thêm một cái ứng dụng nữa, đó là cái thư mục bảo mật để các bạn có thể để những cái gì nó nhạy cảm và thầm kín trong lòng, các bạn không muốn cho những bạn khác họ thấy những cái thư mục đó thì các bạn có thể nhét vô đây.
Thêm nữa, một điểm mình thích trên chiếc Tre 7 Pro này đó chính là nó có thêm một cái là Samsung Cloud để các bạn có thể lưu trữ những hình ảnh, video hay là âm thanh trên cái Samsung Cloud này thì cũng rất là tiện ích để các bạn có thể sử dụng. Về pin thì chiếc máy này sẽ có dung lượng là 3600mAh và tất nhiên nó sẽ không được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh của Samsung. Đây cũng được xem như là một điều khá là đáng tiếc. Nhìn chung lại thì với chiếc Samsung Galaxy Tre 7 Pro năm nay được xem như là một cái phiên bản nâng cấp rất là đáng giá so với cái chiếc Tre 7 Lite. Máy sẽ có một cái thiết kế đẹp hơn, cứng cáp hơn và nó thì sẽ có một cái độ hoàn thiện rất là tốt để các bạn có thể sử dụng. Đi kèm với đó thì máy sẽ có một cái màn hình 5.5 inch và sử dụng công nghệ Super AMOLED. Thì cái màn hình này sẽ hiển thị màu sắc tốt hơn so với cái màn hình TFT hồi trước của chiếc Tre 7 Lite. Và đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có những cái tính năng mà những cái dòng sản phẩm cao cấp mới có thì Samsung cũng đã đem xuống cho cái chiếc Tre 7 Pro này. Đó chính là On-Way On-Display này hay là cảm biến vân tay một chạm. Và đây cũng là một trong những cái chiếc máy hiếm hoi trên thị trường hiện nay, được cài sẵn hệ điều hành Android 7.0 và được tùy biến lại theo cái giao diện rất là đẹp mắt, mượt mà của Samsung. Hiện tại cái chiếc Tre 7 Pro của chúng ta sẽ có mức giá tầm khoảng 6.9 triệu đồng. Và trong phân khúc này thì mình thấy là sẽ có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt. Trong đó thì sẽ có đối thủ đến từ đại gia đình Oppo. Nó bậc nhất đó chính là chiếc Oppo F3. Thì chiếc máy này sẽ có rất là nhiều điểm tương đồng và cũng như là động mức giá. Thì các bạn có muốn mình làm một cái video so sánh hay không thì có thể để lại comment bên dưới video. Nếu được thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Bây giờ xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video. Chút xíu nữa quên, cái phiên bản mình cầm trên tay thì nó sẽ có cái tên là màu vàng kim tỏa sáng. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có hai cái phiên bản màu nữa, đó là màu xanh ánh bạc thời thượng và cái màu đen huyền mạnh mẽ. Nghe cái màu tên nào cảm thấy mệt mỏi quá các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.